Một vụ thảm án đau lòng xảy ra tại thành phố Hồ Chí Minh khiến người dân bàng hoàng. Ra tù đứa con bất hiếu, không bỏ thói côn đồ, thường xuyên mắng chửi bố mẹ. Khi bị ngăn cản chuyện tình yêu, hắn đã xuống tay tàn độc với chính những người thân của mình và bỏ trốn. Khoảng 15 giờ chiều ngày 11 tháng 3 năm 2019, tức giận vì nghĩ bà nội của người yêu Lý Thị HN ngụ tại huyện Cần Đước, Long An là bà Bùi Thị Nết sinh năm 1961, ngụ xã Long Cang, huyện Cần Đước ngăn cản, không cho hai người đến với nhau, nên Nguyễn Hoàng Nam sinh năm 1993, ngụ xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn đã dùng dao hãm hại bà Nết. Ngay sau khi gây án xong, Nam chạy xe máy từ Long An lên thành phố Hồ Chí Minh với mục đích hãm hại tiếp người thân trong gia đình của mình. Trên đường đi, Nam dừng xe bên lề đường Dương Công Khi, huyện Hóc Môn, mua một con dao của người bán dao cạo. Sau khi mua được hung khí, Nam vứt một túi đồ xuống vệ đường rồi chạy xe về nhà mẹ ruột ở ấp Tân Thới 3, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn. Khoảng 17 giờ, Nam về đến nhà và dùng dao tác động liên tục vào người mẹ mình là bà Trịnh Thị Bé Hai, sinh năm 1965, khiến nạn nhân tắt thở giữa nhà. Chưa dừng lại, kẻ máu lạnh tiếp tục chạy sang nhà của ba ruột ở ấp 3, xã Xuân Thới Thượng. Đến nơi, Nam vào nhà, nhìn thấy bà nội là Nguyễn Thị Liêng, sinh năm 1937, hắn vung dao tác động khiến bà Liêng tắt thở. Nhìn thấy con trai đang ra tay hãm hại mẹ, ông Nguyễn Văn Đức, sinh năm 1969, cha của Nam, chạy tới ngăn cản, thì bị đối tượng dùng hung khí tác động lìa hai tay khiến cho ông bất động tại chỗ, mất máu và tắt thở trên đường đến bệnh viện. Sau khi đã ra tay hãm hại bốn người, Nam tiếp tục chạy xe đi tìm chị ruột là Nguyễn Thị Hồng Yến, sinh năm 1990 để hãm hại. Rất may lực lượng công an khi hay tin vụ án lập tức điều động lực lượng phong tỏa các ngã đường, tổ chức truy nóng đối tượng, sau đó đã phát hiện bắt giữ kẻ nghịch tử trước khi hắn kịp gây thêm tội ác. Tại thời điểm bắt giữ, đối tượng Nam có biểu hiện bất thường về tâm thần như ngáo đá. Lực lượng công an phải dùng vải bịt miệng và cố định Nam vào ghế để tránh đối tượng này tự sát. Cơ quan điều tra cũng xác định trong túi đồ của Nam vứt lại bên lề đường Dương Công Khi có hai con dao và một cây thuốc nơ vít, một con dao cán bằng sắt có vết máu và có dính tóc ở lưỡi, một con dao cán bằng nhựa màu đen bọc trong bịch ni lông màu đen. Theo thông tin từ Công an thành phố Hồ Chí Minh, năm 2011, đối tượng Nam bị Công an quận Bình Tân bắt về hành vi cướp tài sản, bị Tòa án Nhân dân xử phạt 11 năm tù giam. Đến tháng 7 năm 2018, đối tượng được tha về địa phương sống với mẹ và chị ở xã Tân Hiệp. Tại đây, Nam có phụ mẹ buôn bán đồ nướng, tuy nhiên Nam lại không chăm chỉ làm lụng mà thường xuyên bỏ việc để đi lang thang. Được biết khoảng thời gian trước khi gây án, đối tượng thường hay chửi cha mắng mẹ mỗi khi có bất đồng. Nhưng khi lên cơn nóng giận, Nam còn đập phá đồ đạc trong nhà. Thậm chí đối tượng còn nhiều lần tìm cách chặn xe tải đang lưu thông trên đường để đòi đi theo. Đồng thời, tinh thần của đối tượng thường xuyên bất ổn, nghi dấu hiệu của người sử dụng ma túy đá. Theo hàng xóm cho biết, cách đây vài ngày có thấy Nam chặn xe một người đàn ông bán dao dạo ở trên đường để mua một cây dao dài khoảng 90cm. Qua giám định thì Nguyễn Hoàng Nam dương tính với chất cấm. Người dân sống tại hiện trường, ba nơi xảy ra án mạng vẫn còn bàng hoàng sau vụ nghịch tử gây án. Chiều tối ngày 12 tháng 3, người thân của ba nạn nhân là Nguyễn Thị Liêng, 83 tuổi, Nguyễn Văn Đức, 50 tuổi và Trịnh Thị Bé Hai, 54 tuổi, tên thường gọi là Dân, hoàn tất các thủ tục tổ chức tang lễ cho ba nạn nhân. Căn nhà trên đường Nguyễn Thị Thử, ấp 1, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, có rất nhiều người tụ tập, đa phần là người thân, bạn bè và người cùng xóm với ba nạn nhân. Dạp được dựng vội phía trước nhà, những bông huệ trắng được cắm vào bình. Ba nạn nhân vẫn còn trong nhà đại thể. Câu chuyện xung quanh vụ án được bàn tán xôn xao. Tuy xoay quanh câu chuyện này vẫn dấy lên lòng căm phẫn của những người có mặt tại hiện trường khi phải chứng kiến một vụ hãm hại người thân dã man do Nguyễn Hoàng Nam gây ra. Những người biết chuyện thì tặc lưỡi, ma túy quả thật là hiểm họa. Ông M, một người hàng xóm của ông Đức cho hay, ông Đức bị tiểu đường, mắt mờ, không thể làm việc được, nên sau khi ly hôn đã về sống với mẹ ruột là bà Liên. Ông Đức làm nghề thợ xây, có với bà Dân hai đứa con, một trai một gái. Đứa con trai duy nhất của ông là Nguyễn Hoàng Nam, chính là kẻ đã gây ra thảm án trên. Khoảng 15 năm trước, ông Đức và bà Dân ly hôn, hai đứa con được bà Dân nuôi dạy. Ông Đức chỉ làm nghĩa vụ cung cấp tiền bạc nuôi con. Sau khi ly hôn, ông Đức đã sống chung như vợ chồng với một người phụ nữ. Nói về Nguyễn Hoàng Nam, người dân ở đây rất bức xúc bởi Nam là đứa con ngỗ ngược, từng vào tù ra tội và bất hiếu với cha mẹ.
Bà Hoa, một người hàng xóm với ông Đức cho hay, 10 năm trước, Nam tham gia vào một vụ cướp tiệm vàng, bị kết án 11 năm, vừa được tha tù vào cuối tháng 6 năm 2018. Sau khi ra tù, Nam thường xuyên đến xin tiền cha và bà nội mình. Nếu ông Đức không cho thì Nam chửi bới, đe dọa. Gần đây nhất là dịp Tết Nguyên đán, Nam xin tiền nhưng ông Đức không có. Nam vung dao đe dọa cha ruột mình. Tính nó lầm lì nên chẳng ai muốn tiếp xúc với nó. Mang tiếng là ở với mẹ, phụ mẹ buôn bán, nhưng Nam chẳng mấy khi nào ở quán mà thường tụ tập bạn bè lêu lỏng hay đến các tiệm game bắn cá thu tiền bảo kê. Mà làm gì thì làm, việc ra tay tàn độc với cha mẹ, bà nội thì chưa thấy ai như nó. Tối nghe tiếng ầm ầm nhà cụ Liên, tôi tưởng đánh nhau chứ đâu nghĩ là thằng Nam ra tay. Người đau đớn nhất trong vụ án này có lẽ là chị Nguyễn Thị Hồng Yến, chị ruột của Nam. Khi Nam ra tay hãm hại mẹ, Yến ở trong nhà nên Nam không phát hiện. Thấy mẹ tắt thở, Yến đã ngất xỉu. Chị Yến đau đớn cho hay, nó ra tù cả gia đình muốn nó tu trí làm ăn, nên bà nội và ba mẹ đã cưới vợ cho nó. Nhưng bản tính cọc cằn, Nam thường xuyên đánh vợ. Bởi vậy chỉ sau vài tháng, vợ Nam chịu không xiết nên bỏ nhà đi. Thời gian gần đây, Nam quen với một cô gái tên là T, 22 tuổi, quê Long An. Gia đình không ngăn cản nhưng bà ngoại của T lại không đồng ý với chuyện tình này. Có thể do bị ngăn cản kích động khi sử dụng ma túy mà Nam đã gây ra đại họa. Ngày 26 tháng 5 năm 2020, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm vụ án liên quan đến Nguyễn Hoàng Nam, sinh năm 1993, ngụ tại huyện Hóc Môn. Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo Nam đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, không còn khả năng giáo dục cải tạo. Tại phiên tòa, bị cáo Nam với vẻ mặt lạnh lùng, chậm rãi trả lời từng câu hỏi của hội đồng xét xử. Nam thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng quy kết. Nam cho rằng do mâu thuẫn trong cuộc sống hàng ngày, bị gia đình ngăn cản chuyện tình cảm nên chán nản mới gây ra hành vi trái pháp luật. Cạnh đó, Nam cho rằng một số quyết định tố tụng như kết quả điều tra vụ án, bị cáo không được tống đạt. Luật sư cho rằng bị cáo có dấu hiệu bị tâm thần. Trước, trong khi gây án, tâm lý của Nam có bị tác động. Từ đó, luật sư đề nghị hội đồng xét xử trả hồ sơ để trưng cầu giám định đối với bị cáo Nam. Đại diện Viện Kiểm sát cho rằng, ngay sau khi bị cáo bị bắt, cơ quan điều tra đã kiểm tra thì kết quả bị cáo Nam âm tính với chất cấm. Quá trình điều tra, cơ quan tố tụng từng đã trả hồ sơ để làm rõ vấn đề bị cáo có bị tâm thần hay không. Qua đó, kết quả điều tra xác định bị cáo Nam có đủ năng lực hành vi dân sự. Nói lời sau cùng, bị cáo Nam lạnh lùng. Bị cáo xin gửi lời xin lỗi tới những người đã bị cáo giết chết. Kết thúc phiên tòa xét xử, tòa án đã tuyên phạt Nguyễn Hoàng Nam mức án tử hình. Vụ án thêm một lần nữa là hồi chuông cảnh báo về tình trạng giới trẻ sử dụng chất cấm đáng báo động hiện nay. Rất nhiều thảm án đã xảy ra từ việc sử dụng các loại chất cấm dẫn đến ảo giác, không kiểm soát được hành vi, bị kích động. Chất cấm đã tàn phá, làm khuyết tật não bộ của con người, để lại những di chứng nặng nề và là nguyên nhân dẫn đến vô số tội ác cho gia đình, xã hội. Những hành vi dã man do những kẻ ngáo đá gây ra, nếu ở trạng thái bình thường tỉnh táo, có lẽ trong suy nghĩ các đối tượng cũng không dám nghĩ tới. Vậy nhưng khi lên cơn, họ có thể gây ra những tội ác tày trời. Qua vụ việc này cũng cho thấy vai trò của gia đình trong giáo dục, định hướng con cái quan trọng như thế nào. Đối tượng Nguyễn Hoàng Nam đã không nhận được sự quan tâm giáo dục thường xuyên của cha mẹ khi hai người này ly hôn từ sớm. Cú sốc về gia đình đổ vỡ cùng với sự đua đòi, thiếu sự quan tâm giáo dục của gia đình đã đẩy đối tượng sớm sa ngã, vướng vòng lao lý, rồi trượt dài đến tội ác tột cùng.